Thiêu ô rê có rụng lá không? Thiêu xua rê không rụng mà chỉ đi lá thôi. Thiêu rê là một trong những quá trình mà để làm rụng lá, bà con là dùng cho cây mai rất là nhiều nha anh chị em nhé. Bởi vì mai là tốt lá, nhưng nếu bây giờ mà bà con mà nếu mà bà con dùng cái cây này để cho chơi đào, chơi mận là tết là ok, để dùng làm tết thôi, để dùng làm quả thì mình không khuyến cáo. Vì bản chất mọi người lại tìm hiểu này, thiêu rê nó là một trong những quá trình mà chuyển hóa để tạo thành cái gì thì nó mới là cái đó. Thì bây giờ mình cung cấp luôn cytokinin, mọi người hiểu chưa? Cung cấp axit amin em thì tự nhiên không phải cần thiêu rê nữa mà lại còn khỏe cây. Anh chị em hiểu ý của sĩ không? Thế vai cho nên là gì? Thiêu rê KNO3 chuyển hóa thành gì? Chuyển hóa thành cytokinin, chuyển hóa thành gì? Chuyển hóa thành L-amino acid. Thì bản chất nó sẽ làm cho cây của chúng ta ăn cái đó, chứ không phải là ăn thiêu rê hay không phải là ăn KNO3. Mọi người hiểu được việc này thì làm rất dễ, tìm cái gì cũng được, không quan trọng. Mà đã dính cái thiêu rê chắc chắn rụng lá, chia sẻ với bà con rõ là như vậy.